Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là cái lý do vì sao chúng ta lại bị thua lỗ ở trong thị trường này không? Và có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là chúng ta đã thực sự muốn chúng ta chiến thắng được ở trong thị trường này hay không? Đó là cái lý do mà giúp cho mình chiến thắng được ở trong thị trường này, giúp cho mình có thể tìm kiếm được rất nhiều những cái lợi nhuận ở trong thị trường này. Khi mà mình bị ít vốn, khi mà mình đã dùng quá nhiều tiền của mình để mình vào đầu tư những cái khác, thì khi mà ít vốn như vậy, mình đã tìm cái cách để mình nhân vốn như thế nào, mình đã tìm những cái quỹ giao dịch như thế nào, hoặc hay là cái cách khác, khi mà mình bị dính rất nhiều stop loss, rất nhiều những cái điểm dừng lỗ, và khi mà mình bị thua ở trong thị trường này, mình đã tìm kiếm ra những cái để mà giúp mình chiến thắng như thế nào. Thì cái bản thân chúng ta đã thực sự làm cái điều đó hay chưa? Thì đó là cái điều mà gì? Mà chúng ta cần phải xem lại, đúng không? Xem lại chính bản thân mình trước đã, trước khi đổ lỗi cho thị trường, đổ lỗi cho sàn, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ ở trong thị trường này. Giống như cái việc của mình đó chính là gì? Khi mà mình không kỷ luật, mình tìm hết tất cả mọi thứ để giúp cho mình kỷ luật hơn. Mình tham gia những đội nhóm kỷ luật hơn, mình học những người kỷ luật, mình ở bên cạnh những người kỷ luật, và từ khi đó bản thân mình thay đổi dần dần từng chút một, thì từ lúc đó mình tự nhiên mình trở nên thành một con người kỷ luật. Hoặc khi mà chúng ta là những con người cảm xúc thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ chơi với những người duy trì được cảm xúc tốt. Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ làm những cái điều mà gì để cảm xúc của chúng ta không bị lên, không bị xuống thất thường. Thì đó là những cái cách mà giúp cho bổ sung cho cái việc trader của chúng ta, bởi vì trong cái việc trader của chúng ta, kỷ luật, cảm xúc nó chiếm tới 60% cái tỷ lệ chiến thắng, 6 đến 70% cái tỷ lệ chiến thắng trong một giao dịch. Và cái công thức thì nó trung bình nó chỉ chiếm khoảng 30% chiến thắng thôi. Vì vậy chúng ta đã làm cái cách gì đó để chúng ta có thể trở thành những cái người chiến thắng trong thị trường này hay chưa? Thì bản thân mình, đây là một cái video mà mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà mình đã làm như thế nào để mình có thể gì? Từ người mà rất là cảm xúc, từ người rất là không kỷ luật, và mình đã biến mình trở thành một con người kỷ luật, trở thành một con người giữ được cái cảm xúc như thế nào. Và thêm một chút nữa, mình đã tìm ra những cái công thức ở trong thị trường này để mình có thể nhân vốn, để mình có thể biến mình từ một người thua lỗ trở thành những cái người chiến thắng như thế nào nhé. Thì toàn bộ ở trong cái video này, anh em hãy xem video này từ đầu đến cuối để mình có thể chia sẻ cho anh em những cái bí quyết để giúp mình có thể làm được điều đó. Và nếu như cái video này hay thì đừng quên cho mình một subscribe kênh để mình có thể chia sẻ cái kênh này đến nhiều người hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái nội dung của ngày hôm nay. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong nội dung ngày hôm nay. Thì đây là một trong những cái điều mà mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người liên quan đến một thứ mà giúp cho mình kỷ luật hơn. Đó chính là gì? Ở đầu video mình đã nói với anh em, đó chính là khi mà mình tham gia những cái tổ chức, khi mà mình tham gia những cái đội nhóm kỷ luật, chơi với những người kỷ luật, rồi làm mọi thứ từ những cái nhỏ nhất là gì, đi đúng giờ, rồi làm mọi thứ nó rất là kỷ luật, thì đó là một cái trong những cái lộ trình để mình khiến cho mình bản thân mình kỷ luật hơn. Nhưng mà có một cái thứ nữa ở trong trader mà giúp cho bản thân mình có thể kỷ luật được, đó chính là mình tham gia những cái quỹ giao dịch này thì giúp cho mình không thể nào mình gồng lỗ được, không thể nào mình gì mình có thể là all in tài khoản được. Bởi vì sao? Thì trong quỹ nó có một cái như thế này mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, đó chính là liên quan tới drawdown một ngày. Ví dụ là một tài khoản 100.000 đô la, mình đăng thi mấy cái tài khoản mấy trăm nghìn đô la, thì những cái tài khoản 100.000 đô la này một ngày nó chỉ cho mình thua lỗ tối đa là 5%. Đó, tối đa là 5%. Vì vậy là gì? Mình không thể nào mình đánh quá 5% tài khoản được. Và cái điều này khiến cho mình là gì? Quản trị vốn rất là chặt. Bởi vì sao? Nếu như mình thi quá 5% tài khoản, mình bị lỗ ví dụ 5.1% tài khoản 100.000 nó vượt cấp cho mình, thì mình ngay lập tức mình đã bị mất cái tài khoản này rồi. Vì vậy là gì? Mình không muốn mất tài khoản, đúng không? Mình không muốn mất một cái số phí thi
đấy thì mình chỉ quản trị trong 5% tài khoản này thôi đó. Và gì, và cái tài khoản thi quỹ mình chia sẻ cho anh em một chút, đó chính là gì, chúng ta muốn mua một cái tài khoản quỹ 100.000 đô la thì chúng ta phải bỏ ra một cái số vốn. Quỹ STMO thì để mua tài khoản 100.000 đô la, đúng không, 100.000 đô la thì chúng ta phải bỏ ra một số vốn khoảng tầm độ 575 đô đó, 575 đô để chúng ta bắt đầu chúng ta thi hai vòng. Vòng 1 bắt buộc chúng ta phải thi được 10% đó, vòng 2 thì là 5%. 10% có nghĩa là gì, là thi được 10.000 đô, vòng 2 là 5.000 đô thì chúng ta mới qua được hai vòng. Sau đó nó sẽ cấp cho chúng ta cái tài khoản thật để chúng ta ăn cái phần trăm lợi nhuận ở trên cái tài khoản thật đó, và chúng ta sẽ được hưởng 80% cái số lợi nhuận mà chúng ta chơi được đó. Nhưng mà nó có một cái như này, đó chính là nó liên quan tới cái drawdown của một ngày. Đó chính là gì, nếu như chúng ta chơi quá 5% là bắt đầu chúng ta mất tài khoản đó luôn đó, thì chúng ta phải mua tài khoản khác thì chúng ta chơi. Và đây cũng là một cái rất là hay, và mình đã trong cái thời gian mà mình chơi tài khoản cá nhân đó, trong thời gian mình chơi tài khoản cá nhân thì chơi tài khoản cá nhân thì mình quản trị vốn bằng cách là gì, chia tài khoản, chia nhỏ tài khoản, và mỗi tài khoản là một SL. Nhưng mà từ khi mà mình tham gia quỹ thì mình bắt buộc mình phải quản trị theo phần trăm tài khoản, bởi vì sao, cứ quá 5% tài khoản là bắt đầu nó gì, thì mình bị mất tài khoản. Vì vậy mình không muốn mất tài khoản thì mình phải quản trị, mình phải kỷ luật, và gì, và mình phải quản trị được cái lệnh đó nó tốt hơn để làm thế nào nó không quá được 5% tài khoản. Và đây cũng là cái cách mà giúp cho bản thân mình có thể kỷ luật hơn khi mà mình tham gia ở trong thị trường này. Và chúng ta, nếu như chúng ta là những người không kỷ luật, đúng không, thì hãy thi lấy một cái quỹ và cứ thi quỹ, thì lúc đó chúng ta cứ thi dần dần, và sau đó chúng ta sẽ luyện được một cái, đó chính là gì, sự kỷ luật trong cái việc chơi đều của chúng ta nhé. Và đây là cái điều đầu tiên. Còn cảm xúc thì sao, đúng không, mình có luyện cảm xúc như thế này, đó chính là gì, các bạn biết vì sao mà tất cả chúng ta đều có mắc một cái thứ, đó chính là gì, sợ mất tiền. Điều đầu tiên, cái cảm xúc đầu tiên là sợ mất tiền. Cái thứ hai là gì, là sự tham lam. Đây là những cái mà khiến cho chúng ta bị thua lỗ. Sợ mất tiền khiến cháy tài khoản, tham lam quá đến lúc nó quay đầu ở trong thị trường này, đúng không? Và đây là cũng là những cái điều mà giúp cho chúng ta, mà khiến cho chúng ta bị cháy tài khoản, đúng không? Cảm giác sợ mất tiền, bởi vì sao chúng ta lại sợ mất tiền? Bởi vì chúng ta, cái số tiền mà chúng ta chơi ở trong thị trường này nó lớn hơn cái gì, cái tài chính của chúng ta đó, nó lớn hơn cái tài chính của chúng ta, cho nên chúng ta mới sợ mất tiền. Còn nếu như các bạn đang sở hữu 100 triệu, đúng không, các bạn mất 100-200 nghìn, nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta cả. Mất, thậm chí mất 1 triệu nó chỉ là 1% thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan tới gì, liên quan tới tài chính của mỗi chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta có 100 triệu, chúng ta mất 50 triệu thì chúng ta sẽ cố gỡ. Cho nên là gì? Hãy tham gia thị trường này với số vốn mà chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể chịu đựng được, hoặc với cái số vốn mà chúng ta có thể bằng lòng với nó. Hoặc nếu như chúng ta mất số tiền đó, nó cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta cả, đúng không? Thì lúc đó thì chúng ta sẽ không sợ nữa, không sợ mất tiền nữa, bởi vì sao? Chúng ta có thể mất thoải mái luôn, đúng không? Thứ hai đó chính là sự tham lam. Đó. Trong cuộc sống này thì ai cũng có sự tham lam, nhiều lúc em cũng tham lam, cho nên là gì, khi mà tham lam xong giá nó quay đầu và nó mất cái phần lợi nhuận đó. Nhưng mà cái sự tham lam này chúng ta có thể luyện tập được trong cái quá trình thời gian mà chúng ta giao dịch trong thị trường này. Giống như bản thân em bây giờ luôn luôn đặt TB, đó là cái điều mà em khiến mà giúp cho bản thân em sẽ giảm thiểu được cái này, sự tham lam này. Bởi vì sao chúng ta lại tham lam? Bởi vì chúng ta luôn luôn, chúng ta thì vào một lệnh xong chúng ta chỉ đặt stop loss, sau đó cứ gồng lãi, và sau đó nó quay đầu cắn stop loss của chúng ta đó, bởi vì chúng ta không đặt take profit. Và chúng ta có một điều như thế này, đó như là gì, giá nó đến điểm quay đầu trong thị trường thì nó sẽ quay đầu đó. Ví dụ như điểm này nó đang tăng lên như này, chúng ta không đặt điểm chốt lời thì nó sẽ, điểm này nó là điểm quay đầu trong thị trường, và nó sẽ quay đầu và cắn hết tất cả những lợi nhuận của chúng ta. Vậy và bản thân
mình gặp cái điều này rất là nhiều lần rồi. Khi mà mình thì không đặt TB và mình cứ để thả TB như vậy, và cuối cùng thì bị dính stop loss. Đây cũng là một cái điều mà khiến cho chúng ta rất dễ bị mắc phải. Có một cái nữa đó chính là gì? Kỳ vọng thấp hơn một chút. Ví dụ chúng ta kỳ vọng là 1.3, 1.4, đúng không? Thì kỳ vọng thấp hơn một chút là 1, 1.5 hoặc 1.2 thôi. 1, 1.5 hay 1.2 cũng làm những cái TB tốt. Chúng ta chỉ cần tỷ lệ thắng 50% như là mình đã chia sẻ cho anh một cái video, đó chính là gì? Chỉ cần tỷ lệ thắng 50% thôi, và chỉ cần tỷ lệ giờ của chúng ta là 1, 1.5 thôi, thì chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền ở trong thị trường này rồi. Nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng 1.3, 1.4 khiến cho thì những cái lệnh của chúng ta nó rất dễ dính stop loss, bởi vì nó đã đến điểm quay đầu của thị trường đó. Thì đây là một trong những cái mà gì, mà đây là cái điều mà kinh nghiệm của bản thân em nhận ra rằng gì? Khi mà mình giảm cái thằng này đi này, giảm cái kỳ vọng đi, thứ nhất là giảm kỳ vọng, thứ hai là luôn luôn đặt TB, thì bản thân em đã hạn chế được cái sự tham lam này, hạn chế được gì, sự mất tiền, và hạn chế được sự tham lam. Thì lúc đó chúng ta sẽ là những người mà chinh phục được cái thị trường này và bắt đầu tìm kiếm được cái lợi nhuận từ thị trường này nhé. Còn thêm một điều, cái điều nữa mà em muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là gì? Đó chính là cái cách mà giúp cho chúng ta có thể tìm ra được những cái điểm đẹp ở trong thị trường này. Đó chính là từ lúc em áp dụng cái chiến lược này thì nó đã thành công và tránh được cái sự FOMO trong thị trường. Đó chính là luôn luôn tìm kiếm những cái điểm quay đầu của tham phiên lớn. Trừ khi những cái điểm quay đầu của tham phiên lớn nó đạt, lúc đó mới tìm kiếm điểm mới đấy nhá. Ví dụ đây là khung ngày, đây là khung ngày, thì luôn luôn tìm kiếm những cái điểm quay đầu của khung lớn là ở những khu vực này, lúc đó mới tìm kiếm điểm vào lệnh. Còn giả sử như là đây là tham phiên H1 này, thì em sẽ không bao giờ em tìm kiếm những cái lệnh vào của chỗ này đâu. Chỗ này đâu? Đó, H1 đây thôi. Bởi vì vô tình cái con sóng H1 này nó đi một cái con sóng rất là dài rồi. Và vô tình cái khu vực này là khu vực điểm quay đầu của tham phiên lớn. Và lúc đó giá nó bập xuống khu vực này, đúng không? Bởi vì đó là điểm quay đầu của tham phiên lớn mà. Khung H1 thì không thể tiếp diễn thêm được nữa, và điểm quay đầu của tham phiên lớn, cho nên là gì? Nó mới giảm giá ở cái khu vực này. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm mà giúp cho bản thân em đã tìm kiếm ra những lợi nhuận. Đó chính là gì? Chỉ giao dịch ở những vùng key level của tham phiên lớn. Và đây cũng là một cái trong những cái chiến lược mà em đưa ra để mà gì, để mà tìm kiếm được những cái lợi nhuận khi mà em đã rút được khá nhiều tiền từ quỹ FTMO này. Và mong rằng những cái kinh nghiệm này sẽ giúp cho anh em có thể tìm kiếm được những cái chiến thắng trong thị trường này nhé. Bây giờ video đến hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo của em nhé. À quên, thêm một cái nữa, đó chính là gì, em đã chuẩn bị làm một cái buổi Zoom miễn phí liên quan tới cái kinh nghiệm để mà em có thể chinh phục những cái quỹ này như thế nào, quỹ giao dịch như nào, cách để em nhân vốn như nào, và cách để em tìm ra cái hệ thống giao dịch của mình như thế nào. Tất cả những cái kinh nghiệm đó em sẽ tổ chức một buổi Zoom, và chúng ta cùng kích vào cái link bên dưới ở phần mô tả ở cái video này nhé, để chúng ta có thể vào trong cái nhóm. Em đã ghi một cái link ở dưới đây rồi, vào trong cái nhóm và chờ em thông báo cái ngày mà em có thể tổ chức cái buổi Zoom này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.